Em xin chào tất cả các bác. Cũng như ở tập trước em nói rồi các bác, anh em về nghỉ ngơi ở buổi tối thì đến sáng sớm hôm sau, nghĩa là sáng ngày hôm nay ấy, thì anh em nhận được cuộc gọi từ anh Hùng, người nhà bảo là đã tìm thấy cụ rồi các bác. Tìm thấy cụ lên lúc 3 giờ 30 sáng. Thì đến 6 giờ thì gia đình báo cho anh em bảo là thấy cụ rồi, nên anh em lại tiếp tục công việc đi lấy ong. Ở quê của em thì rất nhiều sông hồ các bác, nên là mỗi lần nghe tin những vụ đuối nước như thế này thì anh em chúng em có bộ đồ lặn ấy, thì anh em chúng em lại đến cùng gia đình và chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm. Buổi sáng ngày hôm nay thì anh Ngân bận đám cưới các bác ạ, nên là anh Ngân ở nhà nghỉ. Em và Quý và Khánh với anh Thái thì lại đi lấy ong. Hiện tại thì anh em đã đến cây đa rồi các bác. Cây đa có một tổng cành lá trên đấy. Cây này thì nó tầm khoảng 12-15 mét. Với lại cái địa thế của nó thì em nghĩ là nó sẽ khó trèo vì là nó rộng. Nên cái bác này, đấy, cây này đây. Cây đa này thì nó có rất nhiều nhánh nhưng mà không có cái trụ nhỏ. Kiểu có trụ nhỏ là dễ hơn nhỉ. Cái này là nó trụ to. Mình nuôi lấy một cái trụ xuống, sau này lấy cho nó dễ. Đầu này các bác này, nó ở ngoài này rất là xa luôn. Từ kêu mà tính ra thì cái lúc lên ấy thì nó sẽ gần hơn là lúc từ cành mà ra đến tổ ong. Đầu cành này các bác, bên này, bên này. Trên này các bác già xa lắm, ra tầm khoảng 15-16 mét cơ. Tác của anh em đã gần xong rồi các bác. Bây giờ thì Khánh và Tự sẽ lên cây. Anh Tuyên sẽ ở dưới hỗ trợ. Hỗ trợ anh em đưa đồ lên. Bây giờ em và anh Thái sẽ rút ra ngoài. Thì là ong cắn lá thì các bác cũng biết rồi các bác ạ. Không thể ở gốc cây mà chờ được. Nếu mà không có bảo hộ thì khi có bảo hộ là anh em mới dám ở lại. Thì chỉ cần lên cây đụng vào thôi thì nó đã bắt đầu xuống rồi. Hiện tại thì em đã lên tới cành gốc rồi các bác ạ. Ở trên này có một nơi rất là bằng luôn, rất là rộng rãi thoải mái luôn. Đây, còn cái cành của ong nó là ở cành các bác này. Đây này, rồi ra tít của ong tít ngoài này. Đấy. Các bác thấy tổ ong đấy các bác. Tổ ong nó nằm ngoài đấy các bác này. Đấy. Còn từ đây còn ra tổ ong tầm khoảng 15 đến 20 mét nữa mới tới tổ ong được. Khánh thì bây giờ cũng đã lên tới đây rồi các bác ạ. Khánh ơi, cứ bám theo cây nứa lại đi. Anh buộc trên này rồi. Ở trên anh buộc trên này, em cứ bám cây nứa lên thôi. Cây này à? Ờ, đúng rồi. Này là cái đường của mấy bác lấy ong phái làm trước rồi. Anh em cũng lên cũng may mắn được nhờ theo cái đường dây này lên. Ôi, lên em ơi. Ra cành dễ thôi. Cái cành nó ra cành dễ lắm, ngang ngang thế này này. Mình đi ngang ngang này đến nơi luôn. Lấy trên này mà dựa thoải mái này, chỗ trên này rộng lắm. Úi xà. Úi xà. Không giống như lúc ngồi uống rượu uống bia anh ơi. Lâu ngày leo nó mỏi tay anh ạ. Cái bản này mình bám theo cái dây nó căng cơ. Căng cơ ấy nhỉ? Căng cơ. Lúc anh lên, anh vừa lên vừa buộc dây ấy, nó mỏi hết cái tay này này. Anh thì chắc chắn mỏi leo rồi. Đúng rồi. Cái tổ ong ngay đây các bác ạ, ngay trước mặt đây rồi. Tổ này cũng không to lắm đâu, nhưng mà anh em cũng xác định là được tầm 10 đến 12 cân nhộng các bác. Phải tầm 10 đến 12 cân nhộng đấy các bác ạ. Cái cành đấy, thế đấy thì cũng rất là bình thường. Khánh có thể ra chùm được đấy luôn. Mà có thể cắt được luôn. Rất là thoải mái. Như bác thấy đấy, ong bầu rất là nhiều. Ong bầu kín người Khánh luôn. Mà đấy là anh em mới gần đến tổ đó các bác. Giờ Khánh đang đưa dây xuống để kéo cưa lên, kéo đồ lên. Bắt đầu ra các bác, là để chinh phục tổ ong. Thank you.
từ vị trí này thì Khánh sẽ mắc một dây bảo hiểm từ ngay chỗ Khánh ngồi các bác, từ một dây từ đấy để nối ra luôn, nối ra đến tổ ong luôn. Tức là ra tới đấy thì Khánh cũng sẽ giảm tải bớt những cái cành đi. Em nghe Khánh nói bảo là Khánh đã bị một mồi rồi. Khánh vừa bị một mồi xong. Chắc là quần áo nó bị hở đấy các bác ạ. Bay ra rất là nhiều. Đúng là ong vỡ tổ. Khánh ra đấy thì Khánh sẽ phải giảm tải rồi. Giảm cành đi em ơi. Quý ơi, Khánh ra quý ơi. Flycam lên, flycam lên. Xong cành anh xuống nhá. Hả? Em tỉa xong cái cành thì anh xuống thôi, em thả bên này không ra được mà. Không ra được đâu. À quên quên anh. Rồi rồi em biết rồi. Em tỉa cành đi đã. Vâng vâng vâng. Em tỉa cành cho thoáng để cho quý quay bên trên. Em không tỉa cành lần sau đi à. Khánh đã ra đến tổ ong rồi mọi người ạ. Khánh anh ngồi ngay đấy luôn. Tại vì ở cành đấy nó chắc nữa, nên là Khánh là khá thoải mái. Rồi giờ Khánh lại quay lại tỉa bớt cành sau các bác. Cái mục đích giảm tải ấy là để cái khi mà cái mình cắt tổ ong ấy các bác là nó không bị vật. Không, cành kia kìa, kìa. Cành đằng sau em ấy. Ờ đúng rồi. Cắt đi để quý bay và lại cam cho nó thoáng. Bớt bao nhiêu cành rồi. Giờ thì cái cành, cái cành cây nó còn cái cả. Bóc phải luôn đi em ơi. Bóc tổ ong lại đi. Yeah.
Mỗi cá một bên trong bên ngoài nhá. Pin quạt của Khánh hết pin rồi các bạn. Tại vì Khánh ở ngoài nên nó nắng. Giữa giờ trời nắng nữa mà giờ là 12 giờ. À mà giờ 2 giờ. Rất là nóng. Em ở trong này thì không cần đến pin luôn. Nhưng mà em trong này thì lại dâm. Nó lại đứng bóng cây các bạn. Vào nó vào à? Vào anh ạ. Ơi nguy hiểm rồi, về anh hôm sau lấy cái bộ của anh ấy. Anh còn một bộ cũ. Đấy, anh sẽ buộc từ đầu trong với đầu ngoài của cành luôn. Thì thế nó sẽ an toàn hơn nhiều các bạn. Cái sợi dây thì anh đầu buộc đầu bên ngoài kia và sẽ nối sang bên này các bạn này. Sang này rồi sau sang đây. Em sẽ giữ dây ở đây. Dây này em sẽ buộc vào đây, đã buộc đây mấy vòng rồi, xong em cuốn lại đây. Đấy, làm như vậy sẽ chắc chắn hơn các bác ạ. Bắt đầu phi đông quý ơi, cắt nhá. Quý ơi, đủ pin nó cắt nhá quý ơi. Cái này cắt sẽ phải cắt từ từ các bác nhá. Cắt từ từ mà là cắt bên trên đi xuống. Ôi, chập luôn. Chưa kịp. May quá. Vẫn rất là may. Em nhấc cái cành gỗ lên. Em nhấc cành gỗ lên, sao anh cuốn dây này lại. Dạ. Em nhấc cành gỗ lên đi. Cành này á? Ừ. Thả ở đấy không được đúng không? Thả ở đây là có ổn không? Ổn mà anh ơi. Vào cây không? Không. Vậy thì em vào trong đi anh thả thôi. Em vào trong, cành trong đi anh thả dây. Giờ Khánh sẽ vào trong đi các bác. Tại vì không là lát nữa cái trọng lượng của tổ ong 30 cân ấy, thì lúc xuống ở giữa thì nó sẽ nặng hơn, thì cành nó sẽ đu mạnh hơn. Nên là em cho Khánh vào trong đi, để em ở bên em xử lý dây lên thôi. Đồ của Khánh thì ong chui vào được, với lại hết pin nữa. Quay ở đây được không nhỉ? Em lùi vào trong nữa mà quay anh được. Đã. Em lùi vào 1 mét nữa quay anh được. À ở đây có cành mà đúng không? Tổ ong trên cao như thế này không chỉ riêng là cái độ liều đó các bác, mà anh em cũng phải có kinh nghiệm nữa thì mới dám lấy những tổ như thế này các bác. Đặc biệt là những cái tổ ong ong cần lá thế này rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm các bác. Nó hơn, ví dụ như ong khoái nó bay nhiều vậy thôi, nhưng mà chưa là gì so với ong này đâu. Một mồi ong này thì bằng 10-15 mồi ong khoái, nên rất là nguy hiểm, rất là ngại.
Anh đã xuống này các bác nhá. An toàn rồi. Tự thả ong xuống đến nơi chưa? Thấy nơi rồi anh. À, đến nơi rồi. Không thấy đường xuống luôn. Mất quạt à? Mất quạt. Mất quạt thì không thấy đường xuống thật. Mất khi nào? Lúc chuẩn bị cắt đấy. À, may là cũng chuẩn bị cắt chứ không thì mất từ khi nào là không thấy đường cắt luôn. Mờ hết. Ong ra này các bác nhá. Nhưng mà nó còn nhiều quần lắm, mình phải hơi lửa đã. Còn nhiều quần lắm các bạn. Em không dám vào gần luôn, vì em không mặc bảo hộ. Chỗ hôm nay thì cũng không to lắm đâu các bác, bé bé thôi, tưởng chắc là tầm khoảng 7 cân. Nói chiếm với 2 tổ quý ạ, đã 7 cân đó. Hả? À? Đã 7 cân, chiếm với 2 tổ luôn. Là từ 15 cân hả? Lần này là hết này, quyết định này. Đã xong. Kha mười đây các bác, quản nhộng to. Để đám vào gần rồi. Tháo nhỉ? Tháo, tháo hết. Mấy hôm trước thì nó mưa các bác, mình là không đi lấy được. Bây giờ nó tháo hết rồi. Tiếp tháo mấy cái. Qua đợt này nữa là có vẻ là sẽ hết luôn đấy. Hết nhộng luôn. Hết rồi, hết rồi. Còn mấy con hết rồi. Thì làm giống. Hết rồi đấy, làm giống thôi. Đến đây nhá. Ăn muốn tầng này chứ. Tầng này chứ còn mấy tầng kia thì có gì đâu. Tầng này là tầng nhiều nhất, nhiều nhộng nhất. Nhưng mà tầng đấy là ít con nhất đấy, vì nó trai hết rồi. Mấy cái tầng trên nó mới có chỗ trốn. Vẫn chơi nhá. Vẫn chơi à? Vẫn chơi. Ghê nhỉ. Bao nhiêu người bầu. Bày ra hết đi. Tiếp nhá. Tháo hết. Cái tháo chứ, nó cuối mùa rồi mà. Hôm nay là nó mưa nhiều với lại nó cũng đến cuối mùa nó rồi. Đấy, bây giờ là thành quả của anh em đây. Ủa, bác phải cái dao kia, lấy dao đi. Xoay xoay phát được. Không được. Đấy, để nhộng này các bác. Nó sẽ bị dập đấy. Dập đấy, này các bác này, nhộng này. Đấy, rất đẹp luôn. Các bác nhá. Nhộng trắng bóc luôn. Cái này mà nó không tháo nhỉ. Nó nguyên thế này luôn thì nó phải 3-4 cân mới riêng một tầng này. Tầng này nữa thì hay nhỉ. Đấy, tầng này nó vẫn tháo. Ôi trời ơi, tầng bên dưới vẫn còn nhiều này. Vẫn được mà. Tầng này nhỉ. Tầng này hơn 3 cân đấy chứ này. Em phát hiện một cái chỗ là ong căn lá ăn nước các bác ạ. Thì nó thấy nó bay lên hướng kia rồi. Thì bây giờ anh em sẽ dùng flycam lên thì em tăm xem là cái tổ ong chỗ nào. Cái này các bác này. Không, tổ ong này nó bay lên chỗ qua cái ngọn cây cao này. Thì em sẽ dùng flycam em bay lên để em xem là nó ở vị trí nào. Chắc chắn là cái tổ ong nó ở trên qua khu vực này rồi các bác ạ. Nhưng mà thì bây giờ thì anh em chỉ xác định cái vị trí nó nữa thôi. Thì anh em sẽ xác định xong rồi anh em sẽ lên lấy luôn. Em bay flycam lên thì em thấy chỗ này là cách tổ ong là cách chỗ em bay lên là 153 mét các bác ạ. Đấy, chỗ này tổ ong em thấy được các bác này. Nó ở cái ngọn cây này. Cây cũng khá dễ trèo thôi. Không cao lắm các bác đây. Thì em xem cho các bác xem toàn cảnh cái cây này đây. Nó cắn hết lá các bác này, cắt chọc hết lá luôn. Đấy, chọc hết lá luôn. Và tổ ong cách chỗ anh em ngồi bắn ấy thì là nó là 153 mét các bác ạ. Đấy, các bác có thể nhìn trên màn hình là 153 mét. Tổ ong khá là to. Nó bám vào một cảnh khá là dễ trèo luôn, cây cũng bé bé thôi. Bây giờ hai anh em sẽ lên cây để lấy ong các bác ạ. Em đến này là bay phải là cao lên để quay anh em lấy cảnh trên cao. Hôm nay thì anh em phát hiện tổ ong khá là muộn các bác ạ, nên là cũng hơi vội để lên đấy. Rồi anh em tiến hành lên đấy đấy các bác nhá.
Cái lá cam đẹp lắm nha, yên tâm nha, đẹp cực kỳ luôn nha. Ok ok. Thế này thì lát Khánh thả bên trên kia là em sẽ giòn từ từ xuống. Thả xuống đây rồi các bác. Đấy. Hôm nay là một tay em cầm cái này và một tay em cầm máy quay luôn. Ba lô rơi. Dây cũng vừa luôn các bác ạ. Vừa tới dây luôn này. Cành cây rồi. Rất đẹp luôn các bác ạ. Ui số nhộng trắng bóc luôn các bác này. Đây nhộng này, nhộng trắng phau luôn. Đây mở hết kính rồi. Mở hết kính này em. Không có gì lau kính, mở hết rồi. Rồi để đây anh lau cho. An toàn cho anh em ơi. Tiếp theo an toàn, tiếp theo an toàn nhá. Ok ok ok. Đang phun dây để ra rồi, Hiện tại thì em đam lên thì tự và hai anh em thì đã an toàn rồi các bác ạ. Ông cũng đã hạ xuống đất an toàn rồi. Bây giờ cũng trời cũng bắt đầu là chuyển về
Để chiều các bác ạ, bắt đầu nhận nhá nhèm rồi. Rồi, tự xuống đây rồi các bác ạ. Hoàn thành rồi. Có bị vỡ không? Không có ông đâu, thả đi. Ôn na thế rồi. Hả? Ui. Từ. Ui. Đây các bác ạ, ông đây các bác ạ. Ông đã xuống cái nơi rồi, nhưng mà cũng bị dập một ít. Wow. Ôi, mẩy lắm. Quá mẩy luôn các bác. Đây này. Nó mẩy lắm các bác ạ. Nó không to như tổ vừa rồi bọn em lấy, nhưng mà nó mẩy cực kỳ luôn. Nó nhộng nhộng kín tổ luôn. Quá này các bác nhìn nhộng này, nhộng kín tổ luôn. Không phải hơ đâu tự ơi. Không phải hơ đâu. Nó bé nhỏ, nó mẩy đúng không? Mẩy cực kỳ luôn. Các bác là đi bên trong kia nó dập nó ra bớt được kìa. An toàn này các bác ạ. Nó dập cái là đấy, với lại tổ ong nha các bác. Áo nó kiểu nó vào được. Rất mẩy. Cái đường này nó sơn phát vào đây. Vào được á? Ngay đây luôn. Ô, một con ngay đầu kia. Thế thì mình phát không. Để tăng đốt tí lửa lên nữa. Tổ này không cần phải hơ đâu. Hơ không? Không cần hơ đâu. Tối rồi không cần hơ đâu. Này các bác này. Nhộng này. Nhộng xuống thật. Này, đấy. Cái kia không xả sao, không sao, một miếng nhỏ. Cái đấy là cái tầng. Ra ở kia này. Tầng cái cùng đó, tầng cái cùng đó. Cứ ra đi, ra đi, không sao, ra khỏi áo thì không sao đâu. Không, đây bị nán lắm. Nán. Nán. Lần nào lấy tổ nào cũng bị các bác. Hôm qua không bị nhỉ? Hôm qua bị vào đầu. Hôm qua không bị áo mà bị đầu. Hôm qua nhưng mà bảo hộ ra bị phát vào đầu luôn. Trời thì anh em cũng hoàn thành rồi các bác. Rồi anh em ta về nha. Đấy, tối rồi, về đây quá rồi. Anh em về đây các bác ạ. Hoàn thành rồi, từ nay được tầm khoảng 8 cân. 8 đến 10 cân. Nhộng rất đẹp luôn. Chúc mừng anh em nhá. Đây các bác. Ông cuối mùa thì giờ cái độ mẩy nó không phải bàn nữa rồi. Cái tầng bên trên, còn tầng bên dưới này cũng này. Sợ là mấy cái tầng bên dưới. Nó nhanh, nó lên nhộng. Tầng dưới nhìn cũng mấy mà trên nó dưới như nhau giờ. Đây là anh mặt trời này. Nhấc hẳn lên. Có tầng dưới cùng cái này. Đây gọi là những tổ ong cuối mùa đây. Đấy, về đến nhà là có người lấy luôn đấy các bác này. Bán luôn. Về là bán cả tổ luôn đấy. Mai cho bác để em thêm tổ đấy nhá. À rồi. Cứ nhờ chú ủng hộ thì anh em về cái chú cứ xuất hết hàng cho anh em được mà. Có mấy cũng hết. Đấy. Có mấy cũng hết. À rồi, nhớ nhá. Nhớ.